Quỹ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa có quyết định số 2.500 phê duyệt danh sách kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị do nhiễm COVID-19 F0 tập trung tại các cơ sở cách ly điều trị tập trung của nhà nước từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho 1.146 người điều trị do nhiễm COVID-19, F0 tập trung tại các cơ sở cách ly điều trị tập trung của nhà nước từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022. Tổng số ngày điều trị là 10.843 ngày. Tổng số tiền hỗ trợ là 868.840.000 đồng, nguồn kinh phí từ nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương.